Vũ An Giang xin chào tất cả các bạn. Hôm nay một ngày cuối tuần chủ nhật. Vũ lên clip về một chiếc Fuji Neo Kim 2007 ha, đầu số máy là 06. 01 chứ 06 là nó của con 206, mà 06 nó dính cái này là nó dính cái sườn đen là con 207 rồi. Xe tình trạng dọn full mới của dán FI 2009 ha. Áo green sơn lại vô cái dán FI luôn, cái rồi vô mấy cái bẩn nhôm gì lộn vô mấy cái lá nhôm đó, cầm mới. Cái này khách xài ta làm nha, ta làm cái máy không có tiếng động luôn các bạn ơi, ốc ao cái máy đang hoạt động á. Đây đó chưa được 2m nè, đây đó có 1m thôi, đây đó có 1m thôi không nghe tiếng máy ha. Cái xài người ta làm nay kẹt tiền bán lại thôi, mình mua được rẻ thì bán ra rẻ thôi, giá 20.500.000 cho một cục tình dở dang luôn đó. Thì câm là câm mới ha, ốc là ốc ram lại, có một số ram một số không ram đó. Để coi phải ốc ram hay là ốc mới đây. Ốc ram lại các bạn ơi. Một số bộ phận này vẫn còn ha. Giá 20.500.000 cho các bạn dễ chơi lắm ha. Vỏ được thay 2018. Dành vẫn còn dành theo xe của Funel ha. DH nè. Đùm đồ có sơn lại ha. Rồi xe đó dọn hoàn hảo. Nắp sơn này có bắn lại các bạn. Đẹp trai luôn. Cái này có rửa ghế đẹp trai ha. Thùng zin vẫn còn. Trời ơi cục thùng này thừa lời nhưng mà còn không thay nữa ha. Xe đang hoạt động máy rất là tốt mà. Bởi máy cho bạn nghe tham khảo luôn ha. Sườn bên trong sườn đẹp, không có bị mọc bì gì ha. Mà cái máy nó gọi là xịt. Đó sườn đẹp. Ốc tán có mấy con này không ra mà. Ủa. Ốc là gió ốc mới mà. Đầu bò là có đầu nồi có gớt các bạn. Máy đã dọn full rồi. Máy đã dọn full là bán máy gớt. Đầu lầm có gớt luôn ha. Đầu lầm có gớt luôn. Máy có bằng máy. Máy cực kỳ liêm. Đây cầm mới ha. Ốc này ốc mới không phải ốc gam các bạn ơi. Ốc mới không phải ốc gam. Máy không có một tiếng động luôn ha. Máy không có một tiếng động luôn. Đây là bạch bô cho các bạn tham khảo nè ha. Bạch nè. Này không có nghe cái gì hết trơn nè. Bạch rồi đó. Quá là ok. Ram tay rất là nhuyễn ha. Yên 207 đây ha. Bình xăng lớn. Bình xăng lớn có sơn lại. Sơn vẫn là sơn đẹp nguyên ha, không sơn ha. Càng nhanh trái nhanh phải đèn hoạt động ok, mọi chức năng ok nha các bạn. Đây
4, 5, 6, 9, 5 nó đẹp luôn. Rồi để mình quay lại bên kia cho các bạn tham khảo ha. Cái xe này đẹp là anh em massage, máy ngon luôn. Bán. Ở quay luôn đi tao. Ừ, quay luôn. Ở bánh gạch luôn. Quay vài lần nữa ba gạch thì bánh hết luôn. Chạy rồi đó. Bô đẹp luôn. Cái xe nó đã dọn xong phim hết trơn rồi mình. Cái máy nó nổ hoài luôn, nổ tới chiều luôn các bạn. Cái máy rất êm nha. Máy rất máy nhưng mà ta bằng máy cái người khách xài ta bằng chuẩn nha các em. Đèn nhan, đèn lái. Vô đẹp ha. Đèn sáng cần số bình xăng con F2 ha. Đó, vẫn còn zin ha. F2 vẫn còn zin theo xe. Máy cực kỳ êm tại. Cái áo zin mà sơn lại hả? Để coi đát cho các bạn dành trước vẫn còn ha. Thấy chết liền. Tắt đi. Có hụ đồ thịt thì sao thấy. Áo vẫn còn ghim. Áo ghim sang lại. Rồi khá là ok. Nhớ cái ông thợ này ông thọt cái cốt ngược. Rồi nè cái cốt bên đây thọt qua bên nó thọt lại ha. Heo dầu vẫn là heo dầu kim. Rồi mọi chức năng nãy giờ thử test á, đèn kèn nhanh đời, máy ok. Rồi xe này chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi các bạn ơi. Dành trước dành sau câm đồ ha, ốc tán sáng đẹp hết. Nước sơn lốc vẫn còn luôn ha. Nước sơn lốc này còn luôn nè, cái miếng này như là mua mới nè. Quá ok. Test máy cái nữa cho các bạn tham khảo ha nè, cái đó nè. Đó. Nó im ghiệm ha. Rồi thật sự là máy là ngon. Áo chứng tinh luôn. Dán xe rất là đẹp ha. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip mới.